hỗn hợp hai axit. Quay sao tùy thủy, thủy hồi giờ quay sao giờ quay vậy, nhưng mà đừng để dính trên cổ là được. Ghê quá vậy. Kéo xuống đi, kéo xuống đi. Chứ sao hồi làm cái để tút trong kia là mỏi tay chứ được. Thấy cái gì chơi vậy trời. Để đấy là thấy rồi. Thủy ơi, nghe Thủy đương này không? Được quá ta. Cái gì? Con đường nào lớn? Lấy thì kịp, giao với đường chỗ này bị thống nhất á. Sao quá vậy? Sao quá vậy? Thứ tư qua đó coi phim nha. Đi... Ủa sao Thành tưởng đi Nguyễn Du mà mấy đứa thống nhất đi Galaxy Nguyễn Du mà. Đi học xong rồi đi. Thứ tư làm gì có đi học? Sao không? Tao đâu đi học đâu, chị nghĩ mà. Ý là buổi sáng đi học xong rồi đi luôn. Coi giờ đó ngủ, ngủ á. Thì ngủ ở trường đi rồi một giờ đi. Cái gì khổ sở gì trời. Đi luôn ngủ gì. Chứ không về nhà rồi đi, đảm bảo là không đông bằng đâu. Về nhà, tự nhiên về nhà rồi đi. Fast 7 đúng không? Ngày thứ tư là ngày công chiếu đầu tiên luôn á. Ừ. Cái đó thuộc dạng bom tấn. Có bom tấn kinh điển. Nó có 6 phần rồi. Không, Thành xem giá vé rồi, 60.000 một vé nếu mình đi vào trưa thứ tư. Còn mình chiều. Còn tối thì 70-80 gì đó. Còn nếu đi thứ ba thì đi thì Nguyễn Galaxy CGV nào mà có giá đó. Còn nếu mà đi thứ ba thì 55.000. Ủa CGV chung thứ tư nó giảm nè. Đúng rồi giảm, nhưng mà giá vé thấp thấp nhất của nó vẫn là 70. Nó vẫn đắt hơn giá vé thứ tư của Galaxy 10.000. Nhưng mà nếu mà CGV còn cái chỗ mua 2 tặng 1 thì mình vẫn lời hơn. Nhưng mà rất tiếc tới ngày mai thì nó hết mua 2 tặng 1 rồi phải không? Mai ngày 31 còn không? 31 còn, nhưng mà 31 để cả phim kia đâu. À, ờ ha. Nó thật là thông minh. Không thấy màu gì chơi nữa chứ. Ánh xanh xanh rồi đó ạ. Ờ, thể tích bao nhiêu rồi? 11,2 mấy rồi ạ. Cứ chậm chậm mà làm, chậm chậm mà làm. Chưa, chưa. Chắc thêm một giờ. Đi coi. Cái phần này xuống ghê vậy trời. Nghiêng nghiêng cho Thành xem với. Nghiêng. Chưa, chưa, chưa tới. Chưa tới, theo Thành là chưa tới. Bao nhiêu đọc thể tích đi. Là từ từ giống như Thành. Dễ lắm chứ. Sút. Sút nè. Một giọt phải thấy khổ sở khi xưa tôi cứ cho nửa giọt. Nếu mà cho nửa giọt thì đi từ trên thành đi xuống là nó mất phần tư giọt rồi. Màu xanh rồi đó. Được chưa? Được rồi. Nghiêng nghiêng qua bên kia. Được chưa? Được thêm một giọt. Thêm một giọt nữa nha. Bao nhiêu rồi? 11,25. Cho giờ nó có qua sinh dương luôn. Đứa nó ra 11,3 đủ biết đi. Đây đây, đứa nó hình này, đứa nó hình ra 11,3 này. Yes. Sinh dương rồi. Hơi sinh dương. Rồi. 16 bên máy vậy? 16 với mấy vậy? 16 với 25 á. Này Xuân Dương rồi. Ừ. Còn anh Xuân Dương. 3 giọt, chị thì 4 giọt rồi. Rồi, 4 giọt rồi. Anh chạy rồi. 4 giọt mà.
tại thành làm có 3 giọt, nếu mà làm 4 giọt thì làm từ đầu từ cuối 4 giọt. Hèn chi nó đập lè. Tổng bây giờ coi. Rết thì tại sao nó lâu xuống vậy trời? Đẹp. Một màu xanh vô cùng đẹp, yên bình. Vì bài đó còn đẹp hơn nữa. Bài chính vì màu xanh này mà biết bao nhiêu người phải thi lại lần hai. Đẹp quá đẹp, em đẹp quá. Ôi cái nào đẹp cũng nguy hiểm cả. Nhìn nó mát mắt không? Không mát gì hết. Cái bài mà không ai rớt luôn quá. Đâu bài đó cũng như quang bài gì, quang bài gì? Quang bài gì? Bài iốt cũng khó đấy. Trời bài đó. Bài đó có xả ấy vô rồi iốt bay ra không? Nhớ cái bài mà bung. Bài đó có phải xả axit vô rồi iốt bay ra không? Bài đó rất là phải. Bài nói với cô này. Dạ cô là sao? Cô lại cô ngồi từ đầu giờ cô dạ. Cô Thùy à? Ba Hoa đứa nào còn nói tôi là được cô Thủy khen nữa chứ, khen 5 điểm. Lúc cần á, lúc cần. Cô Thủy khen lúc tôi thi á. Em này làm đẹp, làm đúng, chuẩn. Màu hồng nhạt xèo à, tôi hôm đó tôi làm màu hồng nhạt xèo luôn. Quân đang màu hồng nhạt xèo xong thì bullet nó rỉ nó làm bực dục. Trở thành một dòng. Chưa, đây là xanh tím. Đây là xanh tím. Đây là xanh tím. Đây vẫn là xanh tím. Cái này chán hết rồi đúng không? Tím. Chưa được. Đây là hồng rồi, có anh hồng rồi á. Chưa luôn. Đọc đi thôi. Chưa thấy màu hồng. Tím trung tính. Đọc 16 à. 16. Vậy là 16,05 rồi đó. Thêm cái này vô là nó hồng rõ luôn cho. Chưa. Có màu hồng rồi, có màu hồng rồi. Đúng không? Cái này được tí không, cái này mà chín hồng rồi, thêm giọt nữa đi rồi, thêm giọt nữa rồi. Mấy đứa sao cứ phải ép kết quả, tôi thấy như vậy được rồi mà. Không, xem thử 16,05 chín hồng rồi này, chín hồng rồi. Dạ sắp xong, đây lần cuối cùng chị. Ok. Dạ xong rồi cô. Trời ơi, 16,05, ok.